Hà Nội triển khai thí điểm phân loại 4 loại rác tại 23 phường thuộc 5 quận trên địa bàn. Đây được đánh giá là một việc làm kịp thời và cần thiết để xây dựng thói quen phân loại rác tại nguồn cho nhân dân. Ghi nhận tại các phường, trong đó có phường Nguyễn Trung Trực, dù ban đầu còn gặp khó khăn, nhưng cả người dân và đơn vị thu gom cũng đang nỗ lực để việc thí điểm được thành công. Ban đầu thực hiện thí điểm thì cũng có rất nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là ở đây là vì là mình mới thực hiện, thế cho nên là bản thân người dân ấy thì là vẫn chưa quen. Mặc dù thì đã được coi như là cấp phường là tuyên truyền tới hết tới người dân rồi, nhưng tuy nhiên thì vẫn còn có những trường hợp mà họ còn vứt ở những cái nơi không đúng quy định. Để việc phân loại 4 loại rác thành công ngay từ trong giai đoạn thí điểm, trao đổi với báo Lao Động, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho biết, cần lưu ý với những sai lầm trong bài học cách đây 18 năm khi dự án 3RHN về phân loại chất thải tại nguồn được Cơ quan Phát triển Quốc tế Nhật Bản JICA tài trợ, áp dụng thử nghiệm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thất bại thì nó cũng có nguyên nhân, thứ chuyện là không đồng bộ. Đấy, không đồng bộ giữa các cái khâu. Khi mà người dân thì là phân loại, nhưng mà các cái đơn vị thu gom thì lại trộn chung vào, tại vì người ta không chuẩn bị các cái phương án, phương tiện, trang bị kỹ thuật để thu gom các cái loại chất thải. Hai nữa là cũng không có cái khu xử lý riêng. Đấy, thế thành ra là khi mà người ta nhìn thấy, tức là anh thu gom lại cũng đổ trộn vào rồi anh xử lý cũng là trôn, thế thì cái tác dụng của nó không còn nữa. Rồi cũng phải nói lại là vẫn còn thiếu một số các hướng dẫn kỹ thuật. Để việc phân loại 4 loại rác hiệu quả, tiến sĩ Hoàng Dương Tùng cũng nêu ra một vài lưu ý. Có một cái điều mà lưu ý, tức là quy định một số các cái biện pháp đồng bộ, là không chỉ người dân mà còn là các cái trang bị hạ tầng thu gom rồi xử lý nữa, một loạt để ban hành các cái hướng dẫn kỹ thuật, các lĩnh mức, rồi chuẩn bị các hạ tầng, rồi công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, ban hành các cái hướng dẫn. Tuy nhiên thì tôi cũng nhắc lại, tức là dù có gì nữa thì cũng phải có cái thời gian là nó chấp hành, với các cái sự nỗ lực của từ cái tất cả các phía, từ người dân, từ đơn vị thu gom đến chính quyền. Đấy, thì nếu mà có như vậy thì chúng ta mới thành công được. Theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/1/2025 sẽ xử phạt những hộ gia đình không phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Ngay từ bây giờ, các cấp chính quyền, đơn vị thu gom và cả người dân cần chung tay đồng lòng thay đổi ý thức và hành động trong việc phân loại rác thải để quy định được thực hiện đúng lộ trình, tránh để việc không phân loại rác thải kéo dài càng lâu lại càng trở thành thói quen khó bỏ.